khác lên rồi tôi tính đâu à, cái đó cái gì tính gốc cây không á, mình tính cây như cây bọc bè rồi chứ, chạy cặp bên rồi thấy ông nội cái áo thun sát đất vậy nè, đưa cái lưng lên lớn rồi sình dung lên. Tôi chạy luôn, tôi nói tới chừng tôi nói với Phượng, Phượng ngồi vậy nó la gùm ra, nó trồi chân không còn mẹ chân thì mới tóp ra lại chặt một con chạc cho nó thả xuôi theo, mấy ba con cháu ra tắt nước đó tên thằng Chiến. Cô bác của anh chị, đây thì chú Ba ở trong cái clip trước mà Bùi Hồ có nói thì cũng một lần đánh bắt xa bờ thôi mà chú phải ở tù 18 tháng mới quay trở về Việt Nam ở Philippines. Trong đó cũng vô vàn khó khăn mà chú chưa có kể, chỉ ấp ủ trong lòng. Mỗi lần nhắc đến thì chú Ba chỉ có nước mắt tuôn rơi thôi. Tại vì tuổi già phải ở tù nơi xứ lạ quen người, và đặc biệt là khác tiếng, khác ngôn ngữ, khác về dân tộc, văn hóa. Và hôm nay thì trở được Bùi Hồ có quay xuống đây, trở về đây thì được biết chú cũng là người mà từ nhỏ đến lớn chú thường phải bôn ba chồng chành sống nước với cái nghề biển. Trong đó thì có một cái câu chuyện, đó là vào năm 1997 cơn bão số 5 gọi là cơn bão Linda mà đã đi cướp đi mạng sống của hơn hàng chục ngàn người ngay cả ở vùng đất Kiên Giang và Cà Mau. Thì chú Ba ơi, lúc thì năm 1997 con nghe nói cái vùng đất này những người đàn ông mà thường đi biển thì đã bỏ mạng rất là nhiều. Vậy thì chú Ba có thể kể cho con lại cái kỷ niệm vào cơn bão số 5 khi xưa không chú Ba? Lúc đó là cơn bão đó là dân ở Cà Mau, Kinh Hội, Sông Đốc chết rất nhiều. Tại vì người ta đi câu mực không à, bằng gió không à, dễ cuốn lắm, dễ chìm lắm, cuốn là chìm, mất. Lúc đó là vừa nổi lên là tôi đang chạy cào, chạy ở Củ Tròn. Dạ. Ở Củ Tròn tôi tắt qua Đích Hà Bá của Hồng Sơn, là nó đánh tôi hai lượng chìm. Chìm cả tàu của chú Ba luôn. Mà nó ngập thả tôm rồi trôi mất tiêu, cho nó không còn miếng tôm nữa, là tôi tóp ra lại. Tôm là cái gì hả chú Ba? Tép mình á, tôm gậy á, trôi chân không còn hè chân thì mới tóp ra lại chặt một con chạc cho nó thả xuôi theo, mấy ba con cháu ra tắt nước. Thằng đó tên thằng Chiến, thằng tên Hậu, ba con cháu tát khô nổi lên thì từ từ cho sống chui, rồi nắm miệng cào kéo lần lên rồi được, rồi chạy vô sông ngào rồi bà chị bà con ở họ vậy đó, bà thứ bảy rồi bà xuống má thôi vậy chạy về đi cậu ơi, nó thôi về tới dòng gạch sỏi nước gồng cạn đó mà sống dữ dằn lắm. Sống cao khoảng bao nhiêu mét hả chú Ba? Sống mà mình ở tại chỗ đó không biết nhiều nói, thì cũng cao dữ dằn, cái núi mà quýnh cái núi cao lúc trên mình ngập núi luôn mà, khủ núi vậy. Mấy cái ghe gần đó để lên chảnh dính mắc kẹt trên luôn, ghe bự tà bá luôn dính mắc kẹt trên đó. Đó, rồi tôi mới chạy về tới dặm sỏi mắc kẹt. Ở đó, ở đồng đêm sáng lại nghe đồn ở dưới nó chết quá trời chết rồi, tới mà nó chết trên đây không có chỗ mà chôn luôn, mà không biết thay ai chứ, tới mà nó cái mặt nó sưng, nó gã, nó gục giò rụng tay rớt gì đâu biết ai nhìn được, không ai nhìn được chứ á. Rồi gom vô vớt vô ở Kinh Hậu á, làm cái khán đài luôn á, chôn đó để cái mộ giữ dằn xuống đó ai coi đó, tên tuổi ai để vô đó là nói là biết cúng là cúng rồi thôi, chứ không biết màu mã đâu hết. Nó biết bao nhiêu con người ta, cậu ơi nó hôi, nó xuống chịu không nổi ba ơi, tôi nói tôi ói không á, ăn cơm không được. Chú Ba gặp luôn hả? Tới mà đi tới từng nửa tháng sau mà tôi còn đi chạy cào mà còn gặp cái thay đổi sáng lên rồi tôi tính đâu à, cái đó cái gì tính gốc cây không á, mình tính cây như cây bọc bè đâu chứ, chạy cặp bên rồi thấy ông nội cái áo thun sát đất vậy nè, đưa cái lưng lên bà lớn rồi sình dung lên. Tôi chạy luôn, tôi nói tới chừng tôi nói với Phượng, Phượng ngồi vậy nó la gụm chân, nó chủ ghe la gụm chân. Tôi nói tao ghê quá trời ghê, mà tao ớn quá trời ớn rồi, tao gụm miếng cái tôi chết luôn á.
rồi chạy hước biết mà xa lắm rồi, ở trên kịch vớ dựng rồi trắng dây xuống tôi cái ghe người ta xuống người ta vớt rồi kìa, thiệt người ta lại chỉ người ta lại chạy vòng vòng nó hồi dính nó vớt đem gì ở giá dân ở giá mà không biết ông đó tên gì. Lúc đó chú bà đánh bắt xa bờ không? Xa, không từ ngoài cũng cho ngoài lắm, xa lắm. Là đây từ bờ đó ra đó bao nhiêu hải lý chú bà? Nếu mà ra ở Hồng Sơn thì có mười mấy hải lý à. Dạ. Nó cũng gần. Mấy lý từ mình ra Hồng Sơn mấy lý vậy ông nội? Thì mười mấy hai chục tới nhiêu ra cơ. Ờ. Mình ở sau nhà đi lại đó mà. Dạ. Sau nhà tắt ngang đó cũng mười mấy lý à. Đúng rồi, sau nhà ra ừ. Mấy lý đúng rồi. Ở sau nhà mà. Là lúc đó chú ba cảm thấy mình may mắn mình được sống sót thì cái cảm nhận của chú ba là sao? Mừng người lắm trời. Nghe là người ta chết biết nhiều mà mình trở về được là chết nó mừng chết bà luôn. Nói gì hết biết nói đâu nói. Bà chị bà hỏi sao cậu về không mắc kẹt đó vậy chứ nước dòng không ra nên sao không vô được. Đâu vô được ở đó. Rồi một đêm sau mới về. Qua tới sáng lại nước cứ hé lên mới chạy vô được. Vô được tới nhà. Tới nhà rồi chỉ hỏi sao sao mình không có nói vậy vậy đó rồi. Rồi tôi lên bờ tôi nói không đi gì à. Hôm ngày cũng lâu rồi. Cả tháng trời rồi không có gì trong nhà. Giờ về nhà. Bà tin người chị thứ bảy mà tin bảnh. Lúc đó là chú ba bao nhiêu tuổi hả chú ba? Lúc đó năm 77 hả? Năm 97. 97 tôi cũng bốn mấy rồi ba. Ba mấy, ba mấy. Bốn mấy à? Hả? Bốn mấy tuổi? À bốn mấy tuổi. Lúc đó tôi ba mấy rồi mà. Khổ dữ ông nội ơi, lúc đó tôi gian nan con người tôi khổ dữ dằn. Sau khi cái cơn bão đó thì chú ba có nghĩ là mình bỏ nghề biển không? Tính thầy bỏ là thầy bỏ không được. Thầy bỏ luôn hả? Tính thầy bỏ là bỏ không được. Buộc lên đây rồi Vinh nó mới nói thôi cậu đi đâu cũng vậy à. Ở đây với con. Bắp cơm ăn cơm của cháu ông cháu. À, có rượu rượu bia không bia. À. Thấy vậy ở với nó hai con cháu cực khổ dữ dằn lắm. Ba bốn giờ thức dậy nấu cơm bới cơm nó ghe đi rồi vợ là thì mới sanh đứa nhỏ sao đó đứa mập tù lũ đó chút béo còn ấm tay còn nhỏ ghe lớn ốm bây giờ lớn đi hết trơn năm. Rồi à, đi làm năm ta hai mấy năm rồi, đúng rồi thì nó bự hết rồi. Cái nghề biển thì khó khăn vất vả nhất còn à. Trúng thì nó giàu lắm hả chú ba? À, nó dễ giàu dễ nghèo. Nếu mà nó thận thì mình không bao lâu mình giàu. Còn nó nghịch thì nó thôi. Tôi dục hết cái kè. Tôi phải lang thang gì. Khổ vậy chứ. Chú ba hồi đó giờ cái chuyến mà đi lâu nhất là khoảng bao lâu? Ngoài cái chuyến mà chú ba mới vừa đi đây ở tù đây. Đâu có lâu đâu. Nó đổi trong tháng với tháng 20 ngày cho rồi. Không có tới khi nào 2 tháng. Đó, đi cào mà kiểu mà cào mà cầu đôi á, lúc đó cầu đôi cực lắm, cự như con dầu vậy. Nói cầm cái ba lớn đây nè, nặng chứ con đĩ mà. Ôm kéo trời ơi thôi. Mày bà nè. Ừ. Chạy một cái A đó. Biết rồi ông nội ơi. Đĩ mà thôi. Mà đi biển thì chú ba có cảm thấy là người đi biển thì kỵ nhất là cái điều gì hả chú ba? Đâu đó mình phải kỹ lưỡng chứ, máy móc mình phải kỹ lưỡng. Ví dụ như ghe ba cũng vậy đó. Ta đang chạy mình phải né nó ra. Có khi ba dây ba nó văng luôn dính vào mình nó gịch chứ. Rồi mình cũng chết. À, nó đủ điều kiện chết hết đó. Tôi à. Dạ. Tháng 10 nè, tôi đi buổi ngày dễ đâu. Nó dứt vô con giò tôi cái không chỉ vàng cầu bay nó dính vô con giò tôi ôm cái thằng khô nè. Tôi tính là tôi tiêu đó. Nước sâu 70 mét mà. Ờ. Nước sâu 70 mét luôn. Nước bọc nó văng đi dép tôi chừng 3 công lắc thôi trời. Vượt nó rồi. Nó nguy hiểm dữ dằn lắm chứ đâu phải đâu, nhưng mà có tiền nghèo cực khổ thì ráng đi vậy thôi chứ mình cũng biết hết trơn á. Hả? Nó chịch là chết trong này. Cái chỗ nguy hiểm mình biết mà cái vụ sống nó lùa mình vô. Dạ. Ừ. Anh ngày xưa là cũng bị cơn bão Linda không? Anh... Có mà tôi đi lúc Mã Lai nó đâu có sống nhiều. Dạ. Lúc nó đi Mã Lai á bão biển mình không ạ? À. Dạ. Chú ba thì năm nay là 64. Thì chú ba có nghĩ là đến bao giờ thì mình sẽ nghỉ đánh bắt xa bờ với cái nghề biển không? Bây giờ cái này là tôi đã nghỉ rồi, tôi đi một câu mà mới đi câu về đây là tôi nằm ở ngoài là tôi chán hết rồi. Về ngang dinh điện thôi, về đi cầu. Tính về đi cầu mà rồi nó nói thôi giờ ở trong nhà lửa đi khỏi cầu. Mình cũng lớn tuổi rồi, ban đầu nó kêu thôi, con nghỉ đi, già rồi, khỏi đi, ở nhà đi.
cương mang năm năm nó ông nào gì lấy nhau bị hết. Mấy thằng như mấy thằng tôi đi Malai rồi nó hút cái luồng gió. À, ăn gì lấy, không lẽ mình còn mạnh dạn mà còn làm được, mà không lẽ mình đi qua xin con cháu ăn hoài cho nó cũng không được. Nó nói còn vợ nó gọi tiền lắm, còn ba xài, tôi cho tiền xài. Hiện nay thì chú ba là làm một ngày, mỗi ngày như thế là được bao nhiêu tiền? Ví dụ như mình có công chuyện làm á, ở đây á thì ngày 250, kể như mình ăn cơm nước mình rồi là còn 220-250 gì à, chứ không có nhiêu. Nhưng mà bản thân mình nên vậy là mình sống được, tại mình có chung chuyện làm thì làm sống được. Có khi người có làm mà tôi có khi mấy ngày không có luôn cũng khổ, chết mới nhảy xuống đi câu mực, không có tiền buộc phải đi câu mực. Đi câu mực được mấy trăm ngàn, không có tiền nó đi xin ăn á. Có gạo rồi sao chú ba? Gạo nó ngay bữa hổm mà mấy ông ở trong này cho chục ký, chứ ngày qua có cho một ký đường, ký bột ngọt, một ve nước mắm, một ve dầu ăn, 8 gói mì với 200 ngàn ngày qua người ta cho. Đó. Là mấy ông ở xã hả? Ờ, xã này. Ở ấp nó kia cũng cho. Con thấy chú ba cầm cây đờn, chắc ngoài cái công việc mà là một thân một mình á, thì chắc có lẽ là cây đàn là người bầu bạn chú ba hàng đêm, cũng như là mỗi lúc cô đơn. Thì chú ba chơi này là để chơi để mà giải trí giải sầu thôi, hay là chơi chuyên nghiệp chú ba? Qua thờ biểu vậy thôi chứ không phải chuyên nghiệp. Tại vì buồn sách vào xí mẹ vậy, có ai dạy đâu, thấy người ta đờn rồi bắt chước rồi đờn được 6 câu trong cổ vậy thôi chứ không biết gì. Chú ba vừa đờn vừa ca được không? Không được đâu, mình đâu phải chuyên nghiệp. Thôi bây giờ chắc có lẽ là chắc cũng là đây là một cái người bạn mà duy nhất của chú ba trong cái căn nhà này. Và con đi vòng vòng thì con thấy ngoài cái cây đờn thì nồi cơm điện thì có giá trị, thì chắc ở trong nhà mình thì hiếm có nào có giá trị nữa. Không có gì nữa. Dạ thôi thì chắc có lẽ là chú ba đờn tặng cho con, đờn tặng cho con 6 câu vòng cổ ha, hay là 2 câu? Dạ. Dạ. Đờn vòng cổ bản nhắn đâu được hết không chú ba, vòng cổ thôi. Có vòng cổ mà đâu ai đâu dạy mình đâu mà biết. Dạ. Có ông anh đặng nãy đi tặng ra. Dạ. Trà. Cha ông đó, ông đờn hay lắm á. Kêu ông chỉ tôi ít bản dán mà ông chỉ. Sự ông thử đờn hay lắm. Dạ. Tự giờ bỏ rồi đờn cũng không được nữa. Anh dạy tôi.
lại. Cái đó là hai câu. Mệt quá, đợi hai câu rồi đó. Đợi hai câu mệt quá. Chỉ là lao động bằng cái cơ đau cái này với tại đau lâu quá rồi. Dạ không hết. Dạ sao mấy tuổi rồi mà thôi vậy được rồi chú ba ơi. Nói chung là hôm nay thì đến đây được nghe chú ba đàn một hai câu vọng cổ thể hiện một cái chất nào đó của người miền Tây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nghe chú ba kể chuyện về cái nghề khó khăn của cái nghề biển đó, cũng như là một cái nỗi dân trưng đối với người già như chú ba, người lớn tuổi như chú ba. Nói chung là con rất thông cảm với cái hoàn cảnh của ba, và chú ba đã kể cho con nghe những cái câu chuyện mà chỉ có cái người biển họ mới cảm nhận được cái nỗi vất vả thôi. Và đặc biệt là đáng thương nhất là cơn bão Linda năm 1997 khi xưa. Ăn cái tô miếng bánh. Dạ thôi chú ba ăn đây con. Con ai chú ba hàng ngày là ăn bánh đó đó hả? Buồn buồn nấu trà uống ăn bậy đi chứ. Dạ. Ngày ráng phải không? Uống rượu ngán không ăn. Không ăn bánh. Hôm nay chú ba không đi làm hả? Không có đi làm chú ơi, mắc cỡ quyền dạ. Đó của ta cho nó mình cháu nó mua không đi làm là hôm nay không có tiền rồi. Dạ đâu có làm đâu, không có tiền. Mày đặt mắc cỡ. Hôm nay thì hôm nay thì đến đây ngoài cái tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của chú ba, con thì muốn nghe chú ba đàn cũng như nghe kể những câu chuyện ngày xưa thôi. Nhưng mà ở trong chú ba vẫn còn có những cái nỗi trăn trở vì tuổi già sức yếu, cô đơn đó, nỗi trăn trở đối với cái nghề biển. Và mong chú ba luôn có một cái sức khỏe dồi dào ha. Và con thì đại diện cho một chú giấu tên ở Mỹ gửi cho chú ba 1 triệu đồng để trang trải cái chi phí ha chú ba. Chú cũng cảm ơn những người giấu tên ở Mỹ, cảm ơn rất nhiều giúp đỡ cho tôi qua cơn hoạn nạn được 1 triệu đồng. Tôi rất là cảm ơn những người giấu tên đó, cũng như người từ thiện vậy đi, mình cảm ơn mấy người vậy. Dạ. Thì cảm ơn chú rất nhiều. Dạ. Chú gặp tôi. Một lần nữa thì chắc có lẽ là hôm nào thì con sẽ gặp lại chú ba.